Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Cục tình báo Hoa Nam đã đưa Chinese virus lên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. Có rất nhiều các quan chức cộng sản Việt Nam giữ các chức vị quan trọng trong các lực lượng công an, quân đội hiện nay đều là tay sai cho Trung cộng, tức là họ đã bị Cục tình báo Hoa Nam mua chuộc để làm tay sai và thực hiện các mệnh lệnh từ Trung Nam Hải. Một trong những chiến lược quan trọng của Cộng sản Bắc Kinh là phá hoại mối quan hệ giữa Việt Cộng và Hoa Kỳ trên tất cả mọi các mọi các lĩnh vực. Trong đó, quan trọng nhất là quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Từ ngày 5 đến 9 tháng 3 năm 2020, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và đội tàu hộ tống đã đến Đà Nẵng. Điều này làm cho Trung Cộng rất không hài lòng, đương nhiên nhiệm vụ được giao cho cục tình báo Hoa Nam phá hoại và nhiệm vụ được đám giám định giám điệp viên gián điệp viên đã được cài cắm trong quân đội Việt Nam thực hiện điều này. Chenit virus là một loại bệnh nguy hiểm lây lan nhanh gây chết người nếu đưa được lên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt thì sẽ gây ra hậu quả khôn lường vì có tới 6.500 thủy thủ đoàn trên tàu một mũi tên trúng nhiều đích. Thứ nhất gây ra sự nghi ngờ giữa Hoa Kỳ và Việt Cộng tổn hại mối quan hệ giữa hai bên. Thứ hai làm cho tàu sân bay USS Theodore Roosevelt bị tê liệt, không thể hoạt động. Kết quả là nhóm gián điệp của tình báo Hòa Nam trong Bộ Quốc phòng Việt Nam đã thực hiện thành công mệnh lệnh này. Hôm 24 tháng 3, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Thomas Modi trong cuộc họp báo tại Lầu Long Góc đã xác nhận với phóng viên về trường hợp ba thủy thủ đoàn trên tàu sân bay Theodore Rothschild xét nghiệm dương tính với virus corona Vũ Hán. Hai tuần trước đó, hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ đã có mặt tại cảng Tiên Sa Đà Nẵng trong một chuyến thăm đánh dấu bước tiếp theo trong mối quan hệ Việt-Mỹ. Judith Theodore Roosevelt là tàu sân bay thứ hai của Mỹ thực hiện chuyến thăm Việt Nam kể từ sau năm 1975. Tại cuộc họp báo ngày 26 tháng 3, phát ngôn viên của Cộng sản Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng Việt Nam rất quan tâm và đang tìm hiểu thông tin liên quan đến vụ việc này. Nhưng tới ngày 27 tháng 3 thì truyền thông Mỹ loan tin Hải quân Mỹ vừa phát hiện thêm 25 thủy thủ dương tính với virus corona Vũ Hán trên tàu USS Theodore Roosevelt khiến cho giới hữu trách buộc phải đưa hàng không mẫu hạm này cập cảng và xét nghiệm toàn bộ 6.500 thủy thủ đoàn trên tàu. Dự kiến con số thủy thủ đoàn bị nhiễm bệnh có thể lên đến hàng chục người, theo lời của một quan chức hải quân nói với CNN. Đây là một đòn tấn công hết sức nham hiểm của Cục Tình báo Hoa Nam và những kẻ tay sai gián điệp được cài cắm trong Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam. Nguyễn Xuân Phúc xin đều dân và bị cộng đồng mạng chửi cho sắp mặt Ngày 17 tháng 3 năm 2020, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch và đát Vũ Hán. Hôm ấy, ông Klemmer Nguyễn Xuân Phúc thay mặt cho Đảng ta, Quốc hội ta, nhà nước ta, chính phủ ta hiệu triệu đồng bào đóng góp theo khả năng của từng người. Người có tiền góp tiền, người có vật góp vật, có sức thì góp sức, có ý tưởng thì góp ý tưởng. Ông Phúc khẳng định vào lúc này với tình thế như hiện nay, Đảng ta, Quốc hội ta, Nhà nước ta, Chính phủ ta sẽ không phân biệt tuổi tác, địa vị, giai tầng và hy vọng mọi người cùng nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, thương người như thể thương thân, lá lành, đùm lá rách của dân tộc. Từ đó đến nay, hệ thống truyền thông chính thức của Việt Nam liên tục quảng bá thông tin, hình ảnh liên quan đến những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp để thúc giục nhân dân cả nước tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho Đảng ta, quốc hội ta, nhà nước ta, chính phủ ta có thêm nguồn lực trong việc phòng chống dịch viêm phổi tại Việt Nam. Một trong những đóng góp mới được hệ thống truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam quảng bá rộng rãi là đóng góp của cụ bà Lê Thị Chi, 91 tuổi. Cụ Lê Thị Chi là bà mẹ Việt Nam anh hùng, danh hiệu mà ta tặng cho những phụ nữ mất cả chồng lẫn con hoặc mất toàn bộ hay phần lớn con cái trong một cuộc chiến do ta lãnh đạo. Cụ Chi hiện đang sống tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Qua TV thấy đảng ta, quốc hội ta, nhà nước ta, chính phủ ta kêu gọi toàn dân đóng góp cho việc phòng chống virus Vũ Hán. Cụ Chi quyết định ủng hộ 5 triệu đồng. Ngày 25 tháng 3 năm 2020, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Thanh Bình đã đến tư gia của Cụ Chi để nhận tiền. Hệ thống truyền thông chính thức ngay lập tức khai thác ngay sự kiện này như một tấm gương để khuyến khích người khác trông và làm theo. Tuy đóng góp là quyền của cụ chi và quyết định sử dụng tiền dành dụng của một bà cụ 91 tuổi dù đã mất mát rất nhiều nhưng vẫn muốn góp sức cùng với mọi người phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán là điều đáng trân trọng xong so đóng góp này với những đóng góp khác với các hoạt động của Đảng ta, Quốc hội ta, Nhà nước ta, chính phủ ta khi tác động đến dịch viêm phổi corona vũ hán đến kinh tế xã hội ngày càng trầm trọng, có thể thấy Đảng ta, Quốc hội ta, Nhà nước ta, chính phủ ta không biết thẹn. Hãy vào website của các cơ quan truyền thông chính thức xem những thông tin hình ảnh về các đại hội đảng cấp cơ sở đang diễn ra khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Dù chỉ là đại hội của một chi bộ như chi bộ 3 phường Kim Liên quận Đống Đa thành phố Hà Nội, đại hội của đảng, bộ của một xã như xã Tân Bình huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh, một phường như phường Cẩm Đông thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh hay một cơ sở như Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Lào Cai, ắt sẽ thấy đảng ta, quốc hội ta, nhà nước ta, chính phủ ta vẫn tiếp tục chi tiêu hết sức hoang phí. Lương tâm ở đâu khi vừa ngửa tay nhận tiền của một người như cụ trì đóng góp Vừa tiếp tục vung tay giấm đủ các loại hoa tươi đắt tiền cho trang trí cho các đại hội đảng cấp cơ sở Chẳng lẽ lương tâm cộng sản có tiêu chí riêng? Chẳng riêng đại hội đảng ta cấp cơ sở đang diễn ra trên khắp đất nước đầu thường Việt Nam Những sinh hoạt thường kỳ của quốc hội, chính phủ cũng thế Hãy đặt những tấm ảnh... Chụp Chủ tịch Quốc hội chủ trì kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm ngày 23 tháng 3 so cách trang hoàng phòng họp với những tấm ảnh chụp cảnh ăn ở chẳng khác gì thú hoang của những quân nhân được điều động phục vụ cho những cá nhân thuộc diện cần cách ly những tình nguyện viên, nhân viên y tế đang ở tuyến đầu sẽ cảm nhận được ngay Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân cháo đến mức nào khi ngỏ lời cảm ơn 300 bác sĩ đã về hưu, giờ tình nguyện quay lại làm việc. Hơn 10.000 bộ đội ngủ trong những cái lều bên cạnh những khu vực cách ly. Hưởng ứng lời hiệu triệu của Thủ tướng kêu gọi toàn dân đóng góp theo khả năng của từng người. Có tiền thì góp tiền, có vật thì góp vật, có sức thì góp sức, Ngày 19 tháng 3, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Y tế, Hội chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức lễ phát động nhắn tin toàn dân ủng hộ phòng chống dịch virus Vũ Hán và khán phòng cũng thế, cũng đầy hoa tươi, những đóa hoa mắc tiền được cắm thành từng bành. Bao nhiêu tin nhắn ủng hộ phòng chống dịch virus Vũ Hán mới tương đương với giá trị của những bành hoa ấy. Vì sao? Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương cho đến địa phương ở Việt Nam lại xính hoa đến như vậy. Xưa nay có hệ thống chính trị, hệ thống công quyền của quốc gia nào giàu mạnh nào trên khắp thế giới dám phóng tay chi tiêu như vậy cho hòa hay không? Tối ngày 24 tháng 3 năm 2020 trong cuộc họp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch virus Vũ Hán của thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiên Nhân, bí thư của thành phố này đã đề cập đến việc hỗ trợ người nghèo. Từ khi virus Vũ Hán xâm nhập Việt Nam khiến cho kinh tế, xã hội trao đảo, Ông Nhân là ủy viên Bộ Chính trị đầu tiên đề cập đến việc phải giúp đỡ những người nghèo vì kinh tế xã hội ngả nghiêng. Không thể đi làm nên không có tiền mua thức ăn cho chính họ và gia đình. Tuy nhiên ông Nhân chỉ đặt vấn đề chứ không biết phải làm sao. Những hệ thống chính trị, hệ thống công quyền không hề nghĩ tới việc giúp nhiều triệu người vốn chạy ăn từng bữa có thể tồn tại giữa biến động do dịch viêm phổi, corona. Khi nghĩ tới thì không biết phải làm sao, tại sao vẫn không hề biết thẹn, vẫn khăng khăng giành giữ độc quyền lãnh đạo toàn diện quốc gia và dân tộc. Trong cuộc họp vừa kể, ông Nguyễn Thiện Nhân đề cập đến khả năng sử dụng các nguồn lực ngoài ngân sách, sử dụng các nguồn lực ngoài ngân sách chính là để dân tự lo cho nhau. Trên thực tế người Việt vẫn lo cho nhau như thế, chẳng hạn như bà Đoàn Thùy Dương 46 tuổi ở Bình Dương, chủ 80 phòng trọ vừa thông báo với từng người trong số 400 khách trọ là công nhân vừa mất việc rằng bà sẽ không thu tiền trọ của họ trong 2 tháng. Bà Dương giải thích gọn bâng, sở dĩ bà quyết định như thế là vì giảm bớt gánh nặng cho gần 400 đồng bào, có thể đủ sức vượt qua nguy khó. Có đồng chí nào đang phục vụ đảng ta, quốc hội ta, nhà nước ta, chính phủ ta nghĩ được như thế không? Không. Bởi không thèm và không thể nghĩ nên hoa tươi vẫn được trang trí cho đủ mọi thứ sinh hoạt của đảng ta. Hà Tĩnh nhà cầm quyền bỏ trộm đổ trộm chất thải Phomosa vào khu dân cư, dân phản ứng dữ dội. Đêm ngày 28 tháng 3 năm 2020, người dân xã Thạnh Trung, thành phố Hà Tĩnh đã bắt được nhiều xe vận tải chuyển đất thải từ Phomosa, Kỳ Anh, Hà Tĩnh vào khu dân cư thuộc xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh để làm bệnh viện. Trước đó, cứ đêm đêm hàng loạt xe tải cỡ lớn đã bịt kín chở chất thải từ Formosa đổ vào khu đất của dự án bệnh viện quốc tế tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Đến nay việc san lấp đã được một khối lượng khá lớn. Việc thi công đổ chất thải thường xuyên được làm vào ban đêm nhằm che giấu ánh mắt của người dân. Lợi dụng việc dịch cúm đang lan tràn trên khắp mọi nơi, nhà cầm quyền Hà Tĩnh đã cấm người dân tụ tập đông người, tự ý cách ly những người bất kể có nhiễm virus hay không. Nếu đi từ Hà Nội hoặc Sài Gòn về Hà Tĩnh đều phải bị cách ly. Mấy ngày gần đây, chính quyền Thạch Trung cho xe gắn loa kêu gọi người dân không ra khỏi nhà, không tập trung quá 10 người, đồng thời cho doanh nghiệp chở chất thải độc đổ vào khu dân cư để săn lên. Nhưng đêm ngày 28 tháng 3 năm 2020, người dân đã cảnh giác và bắt quả tang việc đổ trộm chất thải độc Formosa vào đây với những chuyến xe còn nguyên chất thải. Nhà cầm quyền lập tức ra chấn an người dân và yêu cầu người dân giải tán. Nhưng người dân kiên quyết yêu cầu việc xúc và di chuyển số lượng đất thải độc của Formosa đi nơi khác. Sự việc đang hết sức căng thẳng gây bức xúc cho người dân. Do vậy, người dân từ các xóm khác nhau đang đổ về đây để phản đối. Việc chuyển chất thải nhiễm độc của Formosa đổ vào khu dân cư là hành động hết sức phản động của chính quyền. Điều này gây hại lâu dài cho cuộc sống người dân. Bởi người dân ở đây sẽ được hưởng nguồn nước ngầm từ chất thải này ngấm dần và hủy hoại chính họ và các thế hệ con cháu của họ sau này. Vì vậy, người dân nơi đây rất hiền lành cũng phải phản ứng một cách dữ dội. Còn nhớ cũng tại đây vào ngày 1 tháng 10 năm 2017, nhà cầm quyền xã Thạch Trung đã âm thầm cho người đào chân đê để đổ trôn các loại hải sản nhiễm độc vào chân đê bị người dân bắt tại chỗ buộc phải di chuyển đi nơi khác trong sự phản đối gây gắt dữ dội của người dân địa phương. Thạch Trung là địa phương có tòa giám mục Hà Tĩnh nơi có dân số hàng chục ngàn người, riêng giáo sứ Văn Hạnh đã gần 5.000 giáo dân đây là nơi cuối cùng của hệ thống nước thải thành phố đổ về làm ô nhiễm hoàn toàn các cánh đồng và dòng sông tại đây nguồn nước thải của thành phố hà tĩnh từ các bệnh viện từ các cơ quan xí nghiệp và các nhà máy không hề qua xử lý đã đổ thẳng về nơi này rồi qua cống đổ ra sông cây cánh đồng đập hầu và cánh đồng xung quanh đã hầu như không thể sử dụng vì ô nhiễm nghiêm trọng nước ở đây đầy hóa chất và chất bẩn đến mức ai chạm vào lập tức mẩn ngứa Dòng sông Cày chảy qua đó, xuống các xã Hạ Lưu đã bị ô nhiễm đến mức khủng khiếp. Dòng sông này vốn trong xanh là nơi người dân thường sử dụng để tắm, để khai thác nguồn hải sản, nay đã trở thành dòng sông chứa đầy chất thải và độc. Những những năm gần đây, số người bị ung thư ở các xã làng xóm thuộc xã Thạch Trung đã tăng lên đến chóng mặt. Nhiều cái chết rất trẻ, nhiều người, nhiều gia đình đang bị các chứng ung thư đe dọa là chuyện rất bình thường tại nơi đây. Thế nhưng nhà cầm quyền địa phương đã không hề có bất cứ một phản ứng nào trước việc nhà cầm quyền không xử lý nước thải lại đổ về địa phương của mình. Đã vậy, việc xây dựng mới bệnh viện trên khu vực xã càng gây ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường sống, đe dọa người dân tại đây hiện tại và lâu dài. Bệnh viện quốc tế TTH do công ty cổ phần TTH Hà Tĩnh đầu tư với dự án 800 tỷ đồng chiếm trên diện tích 4,31 hecta tại xã Thạnh Trung được khởi công ngày 20 tháng 4 năm 2020. Tại đây với sự có mặt của Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam, việc dùng chất thải độc hại của Formosa để san nền xây dựng bệnh viện đã là một việc hết sức phản cảm và phản khoa học bị người dân phản đối. Nhưng vì hiện nay nguồn chất thải của Fumosa đã chất cao như núi và không có chỗ để chôn lấp với hàng triệu mét khối tập trung tại nhà máy. Do vậy, nhà cầm quyền đã tìm nhiều cách âm thầm lén lút để di chuyển số chất thải độc hại này vào những nơi có thể được. Cho đến giờ này gần nửa đêm, bất chấp bệnh bệnh dịch, người dân vẫn tập trung đông đảo yêu cầu chính quyền buộc cơ sở này chuyển hết tất cả những số đất phế thải ra khỏi khu vực dân cư. Nhà cầm quyền đang hết sức lúng túng hứa hẹn để xoa dịu dư luận và sự phẫn uất của người dân ở nơi đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của sự việc này và đưa đến cho quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vừa hợp tác vừa đấu tranh. Nếu ai từng đam mê đi phượt ở Tây Bắc, chắc chắn các bạn cũng biết đến một địa danh khá nổi tiếng là Sống Khủng Long, Tà Sùa Hùng Vĩ Đại. Nhưng trái ngược với phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp thì ở đây lại là một vùng đất nghèo khó. Đó là Háng Đồng, một xã nghèo nằm cách thị trấn Bắc Yên, Sơn La, khoảng 50 km đường núi hiểm trở. Năm 2013, theo sự giới thiệu của một số thầy giáo ở trên này, chúng tôi có mặt ở Háng Đồng để tìm cách giúp đỡ xây dựng một vài phòng học cho trẻ em địa phương. Nhưng rồi khi lên đến nơi thì tình cờ chúng tôi tìm thấy ở đây có một dự án giang dở vô cùng lãng phí bị bỏ mặc đã bao nhiêu là năm qua. Đó là chính là dự án lắp đặt hệ thống điện mặt trời cho các xã đặc biệt khó khăn trong chương trình 135 ở Tây Bắc. Sau những phanh phui của chúng tôi trên mạng xã hội thì ngay trong năm 2013, báo tuổi trẻ đã vào cuộc và họ cho ra một phóng sự để vạch trần vụ bê bối này. Đó là những việc hết sức đáng tiếc trên đất nước chúng ta mà rồi sau này tôi cũng không rõ giải quyết như thế nào. Chỉ biết rằng mùa hè năm đó chúng tôi đã kêu gọi và xây dựng xong trên háng đồng hai phòng học sinh sắn để phục vụ cho các em nhỏ ngay trước năm học mới. Làm từ thiện thực ra bao nhiêu năm qua tôi đã làm rất nhiều chương trình nhưng có đôi khi có những vụ như vậy làm cho chúng tôi ấy nấy băn khoăn rất nhiều. Trong đầu tôi luôn có những câu hỏi kiểu như chúng ta làm vậy tốt rồi nhưng phải làm đến bao nhiêu lâu nữa, giúp bao nhiêu là đủ. Chúng ta làm vậy nhưng liệu có đủ để bù đắp cho những thiệt hại của ai đó đang phá từng ngày không? Bao giờ thì người dân có thể tự biết, tự đòi hỏi, tự đứng lên để bảo vệ những quyền lợi chính đáng của mình. Thế rồi, khi tìm hiểu sâu hơn về chính trị tôi chợt bừng tỉnh khi phát hiện ra những trăn trở này không chỉ riêng ở trong lòng mình, ở tầm mức quốc gia các nhà chính trị trên thế giới cũng bị rằng xé để lựa chọn điều cần phải làm giải phổ chính trị thường được phân loại dựa theo tiêu chí chính phủ sử dụng quyền lực ra sao ở bên phải chính phủ nắm quyền nắm càng ít quyền lực thì đến mức không còn có chính phủ chủ nghĩa vô chính phủ càng về phía trái chính phủ càng nắm nhiều quyền đến mức độc tài và đó là chính và đó chính là đặc điểm mà những người ta đã phân chia thành cánh tả hay cánh hữu trong khuynh hướng chính trị. Nhìn vào biểu đồ này chúng ta có thể thấy cánh tả thường có khuynh hướng tập trung quyền lực vào tay nhà nước nhằm giải quyết những vấn đề về công bằng xã hội, họ phản đối bất công, bất bình đẳng và phân tầng xã hội, họ có thiên hướng tập trung vào kết quả của sự công bằng. Ở chiều ngược lại, phe cánh hữu cổ súy cho các khuynh hướng tự do phát triển, tự do cạnh tranh, tự do thương mại. Họ giảm an sinh xã hội duy trì sự can thiệp của nhà nước vào xã hội ở mức thấp nhất có thể. Họ coi trọng sự công bằng ở điểm khởi đầu. Chính sự khác biệt này đã làm nổ ra các cuộc cạnh tranh và tranh cãi, các cuộc vận động thậm chí là cả những cuộc cách mạng trong thế giới của loài người. Trong bối cảnh dịch bệnh cúm virus Vũ Hán, Trung Quốc đang hoành hành hiện nay, chúng ta có thể thấy các xã hội có thể chế quyền lực tập trung vào nhà nước đang có vẻ thắng thế. Việc tập trung quyền lực này cho phép nhà nước nhanh chóng đưa ra các biện pháp cứng rắn nhằm ngăn chặn và phong tỏa đại dịch. Người dân ở các nước đó cũng dễ chấp nhận các biện pháp kỷ luật hà khắc hơn. Còn ở chiều ngược lại, các xã hội mà quyền tự do cá nhân được đề cao thì có vẻ như tình hình dịch bệnh lại lan tỏa ở mức khủng khiếp. Vì vậy, trong tư cách là một cá nhân, chúng tôi nên lựa chọn thái độ như thế nào? Hợp tác hay bất hợp tác với nhà nước? hy sinh lợi ích cá nhân về bảo vệ quyền được đi lang thang bất cứ nơi đâu làm bất cứ điều gì mà mình thích. Tôi cho rằng trong giai đoạn này cần phải hợp tác với nhà nước cho dù đó là nhà nước độc tài. Chúng ta phải sống trước đã, sống thì mới có cơ hội để làm tiếp cho tương lai. Tôi rất thích câu nói của Charles Darwin. Kẻ thắng không phải là kẻ khỏe nhất, càng không phải là kẻ thông minh nhất. Kẻ thắng là kẻ giỏi thích nghi nhất. Nhưng cũng xin nhắc lại với mọi người rằng chuyện đó nên chỉ là tạm thời thôi. Nhìn xa hơn, chúng ta cần hiểu rằng xã hội Việt Nam vẫn đang bị cai trị bởi chế độ độc tài. Hệ lụy của nó mất mát do nó gây ra cho đất nước còn lớn hơn nhiều những gì mà dịch bệnh đang tác động lên xã hội của chúng ta. Hãy luôn ghi nhớ mấy từ này, cải cách dụng đất, nhân dân nhân văn giai phẩm, cải tạo công thương nghiệp, truyền thuyền nhân vượt biển và tỉnh táo lựa chọn những thái độ của mình với nhà nước Dịch bệnh ghê gớm đến đâu rồi cũng nó cũng có thể trôi qua dù hiện tại đang chọn một thái độ hợp tác Nhưng tôi vẫn mong muốn rằng Việt Nam sau này sẽ trở thành một quốc gia dân chủ Nơi mọi khuynh hướng chính trị được tự do, cạnh tranh nhau Nơi quyền con người, quyền tự do, ngôn luận được tôn trọng Và trên hết đó là quốc gia phải có người lãnh đạo lựa chọn được điều đúng đắn và bảo vệ phát triển đất nước này Tôi đặt tiêu đề bài viết vừa hợp tác vừa đấu tranh là có ý như vậy. Yêu thương tất cả. Thủ tướng chỉ thị cấm tập tụ tập Quảng Ngãi rầm rộ khai trường siêu thị trong tình hình dịch bệnh virus Vũ Hán vẫn diễn biến phức tạp với số ca lây nhiễm ngày càng gia tăng. Thủ tướng Việt Nam đã ban hành quyết định xử lý nghiêm các trường hợp về việc tập trung hơn 20 người xảy ra. Tuy nhiên, ngày 26 tháng 3, thành phố Quảng Ngãi đã chứng kiến hàng trăm người dân chen lấn đến mua sắm tại siêu thị Big Go vừa mới khai trương trong ngày với những hình thức quảng bá giảm giá để thu hút người mua. Hiện tại, siêu thị này đã bị cơ quan chức năng yêu cầu tạm dừng hoạt động trong 3 ngày. Vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận cả nước với nhiều ý kiến không đồng tình. Chị Ngọt, một chủ doanh nghiệp địa phương ở Quảng Ngãi, vào tối ngày 27 tháng 3 đã cho phóng viên biết bản thân chị không đến siêu thị Big C Go nhưng có nghe thông tin từ nhân viên xã hội về việc tụ tập chen chúc ở siêu thị này. Theo chị, việc chen chúc là điều không nên khi đã có cảnh báo không tập tụ tập đông người trước tình hình dịch bệnh đang diễn ra hiện nay. Chị thì nói chung không có tinh thần chen chúc bởi vì thủ tướng đã kêu gọi rồi, không đến tụ tập đông người. Nhưng mà cái này thì chị cũng không tới, nhưng theo chị thì có lẽ là không nên như thế, bởi vì đã có nhiều cảnh báo không gây tập, không nên tập trung đông người rồi mà. Mà mình đi như thế, mặc dù có nhiều người mang khẩu trang, nhưng mà lỡ có người ta mang rồi thì đôi khi nó cũng có thể lây. Anh Nguyên một người dân ở Quảng Ngãi cũng cho biết nếu như anh phải đi chợ, siêu thị để mua những yếu phẩm cho gia đình mà cảm thấy tình hình cảnh tượng chen lấn đông người như thế này thì anh sẽ đi về và không tham gia mua sắm vì anh lo sợ nguy cơ bị lây nhiễm dịch bệnh. Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu hiện tại theo quy định của chính phủ tại những địa điểm công cộng người dân cần phải giữ khoảng cách 2 mét để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Trong quy định khi đứng phải cách xa nhau 2 mét trước để bệnh và không lây lan nguy hiểm cho nên việc ở Quảng Ngãi khi mà khai trương thì họ ồ ạt vào trong những ghi nhận hình ảnh họ không có đeo khẩu trang và họ đứng rất gần nhau nên để bảo đảm sức khỏe cho người dân thì cần phải đóng cửa để xem đó ai đó có thể bị bệnh dịch hay là không. Cũng theo ông Hậu tình trạng siêu thị Big Shigo ở Quảng Ngãi quảng cáo khuyến mãi cho ngày khai trương dẫn đến tình trạng hàng trăm người dân đến tụ tập chen chúc không an toàn đã gây ra những phản hồi tiêu cực trong dư luận khi dịch bệnh virus Vũ Hán đang diễn biến một cách phức tạp. Vì vậy, việc phải đóng cửa 3 ngày của siêu thị này là cần thiết để chấn chỉnh lại cơ cấu hoạt động, quản lý và kinh doanh sao cho tình trạng như trên không thể xảy ra một lần nữa. Các dịch vụ khác diễn ra trên các tỉnh thấy các dịch vụ kinh doanh cần đóng cửa, sẽ đóng cửa và hạn chế việc di chuyển của người dân, nhất là từ tỉnh này đến tỉnh khác. Dù là chủ của một cơ sở kinh doanh, chị Ngọt cũng không đồng tình với việc siêu thị Big C Go quảng cáo rầm rộ trong mùa dịch bệnh như thế này. Nói chung dưới hình thức kinh doanh thì ai cũng nên làm như thế nhưng mà với điều kiện hiện nay đáng lý ra mình nên lui lại thời gian bởi vì họ đăng tin khai trương nóng hổi và ai cũng vận động không nên tổ chức quá trên 20 người tụ tập theo nhà báo Võ Văn Tạo sự sơ suất này trong ban lãnh đạo siêu thị Big C Go có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho cộng đồng. Nếu như tình huống xấu nhất trong hàng bao nhiêu là người đổ xô đến trong những ngày đầu tiên khai trương khuyến mãi đó có vài người đã bị nhiễm rồi và lây truyền cho hàng loạt người nữa và hàng loạt người ở đám đông đó hít phải virus Vũ Hán khi hít phải họ cũng không biết đâu, rồi khi họ về nhà họ lây cho gia đình hoặc cho cơ quan làm việc thì hậu quả của nó là cực kỳ khủng khiếp. Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho biết trong điều luật của Việt Nam nhóm dịch COVID-19 thuộc nhóm A, vì vậy những hành vi việc gây ra lây nhiễm trong cộng đồng có thể bị xử lý hình sự tùy theo tính chất và mức độ của vụ việc. Việt Nam có thể xử lý được hành vi này từ 7 năm thậm chí là 10 năm tù tùy theo tính chất và cái cách lây lan này có thể đã làm chết người. Khi hậu quả gây ra chết người có thể xử lý hình sự đối với tội lây lan dịch bệnh nhiễm cho người. Tuy nhiên nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng do đây vẫn là cơ sở kinh doanh các mặt hàng thiết yếu nên cần phải có biện pháp để siêu thị có thể tiếp tục hoạt động phục vụ cho nhu cầu mua sắm của người dân nhưng phải được tổ chức một cách có trật tự. Ví dụ như bản thân của một ban tổ chức, ban quản lý của siêu thị họ có người ra bắt xếp hàng cách nhau 2 đến 3 mét thì lần lượt mua vẫn có thể được nó có thể giảm bớt đi. Trong siêu thị không đóng cửa kín hết mà nếu có điều kiện thì mở cho thông thí nó khoáng, thoáng và người dân đứng xếp hàng vân vân thì tôi nghĩ rằng vẫn có thể duy trì hoạt động của một siêu thị. Theo yếu theo ý kiến của ông Tào, siêu thị có thể đẩy mạnh hình thức buôn bán trên mạng cho khách hàng ở Quảng Ngãi và dịch vụ giao hàng tận nhà. Vì đây cũng là một cách để đảm bảo hoạt động kinh doanh bình thường mà vẫn đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, đồng thời giảm bớt nguy hiểm trong mùa dịch bệnh này. Chị Ngọt cho biết nếu như bản thân mình phải đi chợ, siêu thị hay bất kỳ nơi đâu để mua những sản phẩm cần thiết cho gia đình, chị đều mang khẩu trang để bảo vệ mình và những người xung quanh Tuy nhiên, chị vẫn tránh những nơi có tụ tập đông người, nhất là những khu vực siêu thị Big C Go. Theo ý của chị là không nên việc quảng cáo rầm rộ như vậy cũng không nên tí nào và dân đi mua cũng đừng ham rẻ, ham đông. Theo nhà báo Võ Văn Tạo, quan trọng nhất vẫn là vật vấn đề ý thức của người dân khi tham gia hoạt động mua sắm ở những nơi công cộng, dù việc đeo khẩu trang là cần thiết. Ông Tạo cho rằng việc đó vẫn có hai mặt, nó chỉ hạn chế một phần thôi còn ngoài ra cái mặt hại nếu như chúng ta không giải thích tác dụng của khẩu trang thì nó là một cái hại thế này nó tạo ra một tâm lý an toàn ảo và có nghĩa là người mang khẩu trang yên trí rằng là họ khó có thể nhiễm bệnh thậm chí là không thể nhiễm virus nếu có sự lựa chọn, ông Tạo sẽ tránh trường hợp mình phải vào trốn đông người cho việc mua sắm những yếu phẩm trong tình trạng lây nhiễm dịch bệnh và đất Vũ Hán vẫn diễn biến một cách phức tạp cho dù nơi đó có chương trình khuyến mại hấp dẫn đến đâu. Khẩu trang nô tu và khẩu trang đỏ búa liềm, cái bắt cái thì được khen ngợi. Hôm 25 tháng 3 năm 2020, các đại biểu Đảng bộ xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An khi tham gia bỏ phiếu tại đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025 đã đeo toàn khẩu trang mà màu đỏ có hình sao vàng và khẩu trang màu đỏ in hình búa liềm tượng trưng cho cờ đỏ búa liềm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS đã tự giải thể hôm 27 tháng 3 nhận định với phóng viên về chuyện này. Tôi nghĩ đó là một cái trò hết sức lố lăng bởi vì có lẽ có lẽ họ cũng đã nghĩ đó là quà tặng gì đó của đại hội là một vật kỷ niệm tức là nhân dịp đại hội thì có một cái khẩu trang búa liềm màu đỏ chót như vậy Tôi nghĩ không có một người có đầu óc bình thường nào có thể nghĩ ra được một trò lố lăng như vậy Theo tiến sĩ Nguyễn Công A có lẽ là vì đằng nào cũng buộc mọi người phải đeo khẩu trang nên ban tổ chức thà làm khẩu trang như vậy cho một hình thức là có khẩu trang nhưng vừa có ý nghĩa chính trị nhưng họ không tính đến sự lố lăng khi đập vào mắt của dân chúng như vậy. Ngoài ra theo ông trong chuyện này cũng có thể phần trăm hoa hồng gì đấy trong việc in ấn và làm khẩu trang này. Trong hình ảnh đăng tải trên báo chí nhà nước về đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025 ở xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, chiếc khẩu trang màu đỏ rực của các đảng viên đeo làm bằng vải có kích cỡ nhỏ, chỉ đủ che phần miệng và một chút xíu phần của mũi. Theo bác sĩ Tô Quang Định, nguyên ủy viên ban chấp hành hội tai mũi họng Việt Nam, khẩu trang vải thì phải 4 lớp đủ kích cỡ mới tránh được virus COVID-19. Trong khi các đảng viên đeo khẩu trang cờ đỏ sao vàng được tung hô thì những người yêu nước lại bị sách nhiễu bắt bớ chỉ vì đeo khẩu trang in hình phản đối bản đồ hình lưỡi bò của Trung Cộng. Nhà hoạt động Nguyễn Trí Tiến trao đổi với RFA hôm 27 tháng 3 đưa ra ý kiến của mình. Việc đeo khẩu trang đỏ búa liềm và ở đảng bộ Phúc Sơn ở Nghệ An thì cá nhân tôi nếu cho tôi lựa chọn thì tôi lại thích đeo tôi lại thích họ đeo bởi vì sao bởi vì mỗi người có quan điểm và được tự do bày tỏ chứ không phải là cứ người dân đeo khẩu trang nô du là lại bị phạt còn những ông bà đeo khẩu trang đỏ ở Phúc Sơn thì không bị gì cả trong khi người dân người ta nêu quan điểm của mình về chủ quyền đất nước thì các ông lại phạt lại sách nhiễu Quan điểm của tôi là người ta nhìn vào đó họ có lý do đấu tranh lại lực lượng công an, an ninh. Khi người ta đeo khẩu trang hay đeo cái gì đó không vi phạm pháp luật thì không có quyền gây sách nhiễu hay đe dọa người dân. Khẩu trang Nozu được khởi xướng từ bà Ngô Thị Thứ hiện sinh sống ở Đà Nẵng, ở Đà Lạt. Pháp luật Việt Nam không có bất kỳ quy định nào về việc cấm phản đối bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp in hình nozu lên áo khẩu trang đều bị sách nhiễu, thậm chí bị bắt bớ. SFA hôm 27 tháng 3 liên lạc qua tin nhắn với bà Ngô Thị Thứ, người khởi xướng khẩu trang nozu và được bà cho biết. Ý tưởng tuyên truyền của chủ quyền biển Việt Nam đã có từ lâu cuối tháng 1 năm 2020. Trung Quốc thông báo dịch Vũ Hán thì nhà báo Mai Quốc ấn có dí dỏm đưa ra một status rằng giờ xuất sang tàu khẩu trang như này cũng phải nhận. Nhưng mà báo Mai My nhưng nhà báo Mai Quốc Ân không thực hiện. Tôi nắm ý đồ ý đồ đó, tôi nắm ý đó và kêu gọi tài trợ làm 10.000 khẩu trang. Mọi người trong và ngoài nước rất thích và đã góp trong 2 tuần đủ 80 triệu đồng. Khó khăn là tìm ra cơ sở chịu in. Rất nhiều nơi từ chối in với lý do công an sẽ cảnh cáo họ đây là hình cấm. Mặc dù gặp nhiều khó khăn khi thực hiện ý tưởng nhưng theo bà Ngô Thị Thứ đến khi sản xuất xong thì những người sử dụng và quảng bá còn bị làm khó hơn nhiều. Nhạc sĩ Huỳnh Thu Vân thông báo sẽ có mặt ở nhà thờ Đức Bà sáng ngày 6 tháng 3 để phát khẩu trang nô du cho các bạn đã hỏi xin. Thế là sáng ấy thay vì quay MV ca nhạc bị chị bị mời về đồn công an, họ lục soát thấy chỉ có 27 cái khẩu trang nhỏ xíu bèn trao về nơi cư trú là thị xã Di An Bình Dương. Tối ngày 7 tháng 3 họ mới cho chị về nhà và đến nay vẫn chưa trả 27 cái khẩu trang dù không nêu được lý do gì. Để tìm hiểu thêm, phóng viên hôm 27 tháng 3 đã liên lạc với nhạc sĩ Thu Vân qua tin nhắn và được chị kể lại chuyện bị bắt giam, bị tịch thu, tài sản và phát khẩu trang nô du. Sáng ngày 6 tháng 3 năm 2020, chị lên cà phê thềm xưa để tặng một số anh chị em khẩu trang có in hình đường lưỡi bò bị bắt Chị vào thềm xưa ngồi khoảng vài phút thì có khoảng 8 người đàn ông mặc sắc phục công an và thường phục vây quanh chị và yêu cầu cho kiểm tra hành chính. Họ xem chứng minh nhân dân rồi họ lại yêu cầu tôi lôi hết đồ đạc trong cái giỏ sách của chị ra để kiểm tra. Trong đó có một bọc đựng 26 cái khẩu trang và 8 bộ áo dài chị mang theo để quay clip một ca khúc mà chị hát cho nhạc sĩ Việt Nhân. Sau đó họ đưa chị về trụ sở công an phường Nguyễn Cư Trinh, Tịch Thu 27 cái khẩu trang, họ thay nhau mở hai điện thoại của chị rồi vào Facebook của chị. Họ hỏi chị đi phát khẩu trang nhận được bao nhiêu tiền. Có tham gia đảng phái nào ở hải ngoại không? Họ để chị trong phòng tạm giam suốt đêm ngày 6 tháng 3. Qua ngày 7 tháng 3, họ gọi an ninh Dĩ An lên nhận đưa chị về Dĩ An, Bình Dương tới 20 giờ mới cho chị về nhà. Nhạc sĩ Thu Vân cho biết qua những ngày sau đó chị vẫn bị an ninh huyện Dĩ An Bình Dương mời lên làm việc gây khó dễ. Anh Lương Quang Bảo từ Bình Thuận cũng là người ủng hộ cho chương trình ngoài đóng góp vật chất anh cũng ủng hộ phát khẩu trang miễn phí nô du cho người dân nói với phóng viên hôm 27 tháng 3 về lý do mình làm như vậy. Việc phát khẩu trang miễn phí nô du em chưa bị gây khó dễ về việc này em thấy mình nên cổ động cho phong trào yêu nước chống lại sự bành trướng của Trung Cộng đứt đường lưỡi bò chín đoạn của tụi nó có như vậy thì người không biết đó là gì họ lấy đeo đi nhưng bên Vũng Tàu cũng làm khó dễ như họ và ở Đồng Nai cũng vậy nhưng Bình Thuận thì chưa có chuyện đó theo nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến việc người đeo khẩu trang nô du nếu xét về mặt pháp lý thì không có gì là vi phạm cả cho nên khi người dân đeo khẩu trang nô du mà ở một số nơi công an gây khó dễ sách nhiễu tịch thu thì việc làm này là sai trái pháp luật, ông cho biết. Cá nhân của ông phản đối chuyện sách nhiễu người đeo khẩu trang Nozu, thì theo ông, toàn dân phải lên tiếng về vấn đề chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Việt Nam có thể vỡ đê do virus Vũ Hán bất cứ lúc nào. Bước sang năm 2020, biến cố đầu tiên khiến cho tôi mất ngủ mấy đêm liền đó là dạng sáng ngày tháng 1, Không hiểu sao do linh cảm hay một thứ gì đó thôi thúc Tôi không ngủ được Bật dậy, bật máy tính, vào Facebook Ngay lúc đó chàng tin chính xuất hiện video clip phát trực tiếp của Facebooker Nguyễn Thị Tâm Cảnh chập choạng, cảnh nhập nhoạng, chớp lé, nổ đi đùng Giọng người phụ nữ trong video đầy hốt hoảng Chúng đã tấn công đồng tâm rồi Và sau đó có cái chết của cụ Lê Thị Kinh Kinh Cũng như hàng loạt vụ bắt bớ đánh đập và trà tấn man dợ nhưng sâu xa hơn có lẽ là chúng tôi bất an từ khi dịch tả lợn châu Phi hoành hành vào nửa cuối năm 2019, cả nước nóng lên vì dịch bệnh. Nhiều quốc gia khu vực cũng nóng lên vì dịch nhưng ngành quản lý thị trường của Việt Nam không có bất kỳ động thái nào để ngăn ngừa tình trạng thịt lợn không kiểm định tràn lan ở thị trường. Hiếm hoi lắm mới thấy công an kinh tế xuất hiện ở một số chợ Sài Gòn và con số khống chế rất nhỏ so với thực tế. Nỗi bất an càng trở nên kinh khủng hơn khi chúng tôi bắt đầu theo dõi thông tin dịch cúm virus Vũ Hán. Có nhiều người chết nhưng khách Trung Quốc vẫn ồ ạt có mặt khắp nơi ở Việt Nam. Giao thừa Tết Nguyên đán 2020 cũng khá đặc biệt nhưng chưa bao giờ pháo nổ nhiều đến thế. Khắp mọi nơi pháo hoa nổ rực trời. Trong phút giây ấy tự dưng tôi nghĩ đến Tết Mậu Thân 1968 và thấy như một thứ gì đó chẳng bình yên. Dạng một vòng đón giao thừa lạ, năm nay xuất hiện rất nhiều đường quê thắp nến, người ta cắm những ngọn nến hai bên vệ cỏ lề đường rồi đốt lên thành những dãy ánh sáng ở các ngõ quê nhìn rất thơ mộng, nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi lại liên tưởng đến những nghĩa trang bên đường từ Sài Gòn về Vũng Tàu, hàng cuối tuần người ta cũng thắp nến y như vậy. Và pháo hoa nổ giao thừa khắp ở mọi nơi đã khiến cho tôi thấy như chùm ánh sáng của nó có gì đó tua tủa Giống như hình của một con virus chết chóc kia rồi tự hỏi có phải mình đang đi trên mặt đất quê nhà hay là đã đang nằm chiêm bao Vì mọi thứ diễn ra trước mắt đó là những gì đó cứ ảo ảo không thật Thế rồi cái gì đến cũng phải đến Việt Nam có những ca nhiễm bệnh đầu tiên gồm có người Việt Nam và khách du lịch Trung Quốc. Việt Nam đã có xã đầu tiên cách ly ở tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đó 2 tuần thì chính phủ Việt Nam chuẩn bị ra thông báo dập được dịch trên toàn quốc, chuẩn bị mở cửa cho mọi hoạt động trở lại xuất hiện ca thứ 17. Mọi chuyện cứ trở nên dối rắm trong vòng chưa đầy 2 tuần sau từ ca 17 liên tục nhiễm virus Vũ Hán và được phát hiện và con số đã vượt gần 200. Nhưng theo một số nguồn tin của người bạn làm trong ngành y tế, cộng đồng tại Việt Nam thì con số đã vượt trên 200. Nhưng vì lý do an ninh và chính trị nên chính phủ không muốn mọi chuyện trở nên khó kiểm soát. Hiện tại con số tuyên bố trong vài ngày trở lại đây cố gắng không để chạm ngưỡng 1.000 và đã bùng nổ hiện tại. Con số sẽ rất khó có thể là dưới 2.000. Việc giảm con số công bố bây giờ là rất cần thiết. Tình trạng nhiễm chéo nhiễm vết dầu loang của virus Vũ Hán tại Việt Nam đã bắt đầu bùng phát. Chính phủ có lệnh từ đóng cửa toàn bộ các hoàng quán dịch vụ trên toàn quốc. Đây cũng là bước đầu của việc cách ly trên diện rộng. Điều khiến cho chúng tôi thấy lo sợ không phải là dịch mà là thái độ của cả người dân và chính quyền địa phương trước nạn đại dịch. Những đoàn xe vận động tuyên truyền kêu gọi những người ở trong nhà để đề phòng. Virus Vũ Hán chạy ngang các khu chợ đầu làng rất khó khăn vì phải giảm tốc độ để tránh người. Trong khi đó Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội, Nha Trang, Huế và nhiều thành phố khác đã thực hiện triệt để lệnh của chính phủ, dường như người ta đã biết sợ sau những gì xảy ra. Tuy nhiên, cũng ngay tại các thành phố này có một số người vẫn ngồi với nhau, không cho ngồi quá 20 người thì người ta ngồi 19 người trở xuống. Ngay cả những cán bộ đầu ngành vẫn không tuân thủ các lệnh của chính phủ. Một người bạn làm trong ngành sổ số kiến thiết đã phải trải lòng với tôi rằng ông cảm thấy công ty chỗ ông làm việc là cái ổ để bùng phát dịch bệnh bất kỳ giờ nào. Vì mọi nhân viên đều tuân thủ phòng dịch nhưng các sếp thì tự cho mình cái quyền không đeo khẩu trang, thậm chí không cần xịt cồn khô trước khi làm thứ gì đó theo quy định. Nếu như trong các tình huống việc dựa dẫm công thần tình trạng cậy quyền cậy thế ghế ngồi để cho mình có một thứ đặc quyền đặc lợi nào đó để khác người thì hiệu quả cao nhất có chết người thì cũng chỉ là chết bản thân người đó và những người có liên quan có chủ ý còn với tình trạng bệnh dịch hiện nay thì bất kỳ sự chảnh mạng cầu thả nào cũng có thể dẫn đến nguy hiểm cho tất cả mọi người không ngoại trừ chết người hàng loạt Bài học xương máu đang bày ra trước mắt ngay cả những quốc gia siêu cường nhất như Mỹ Những quốc gia có nền y học và bậc nhất của thế giới của địa cầu này vẫn phải loay hoay lúng túng Thậm chí thúc thủ trước nạn dịch bùng phát và con số người chết vẫn cứ tăng đều Nhưng hầu hết cán bộ địa phương của Việt Nam đều rất coi thường dịch bệnh Mọi người, động phòng chống của họ đều rất ầu ơ Thụ động đến chờ lệnh của chính phủ Khi có lệnh thì lại vác loa ra đường Kêu gọi cờ xí kèn chống Cua inh ỏi nhưng sau đó có thể mọi người cũng kéo ra ngoài quán Khi chính phủ ra lệnh cấm quán thì kéo nhau vào một gia đình nào đó trong nhóm Để ăn nhậu hát karaoke mừng ngày làm việc thành công rực rỡ của nhóm Tất cả mọi dấu hiệu đều cho thấy mọi thứ rất mong manh, dễ ẹc Mặc dù như Việt Nam đã huy động toàn bộ lực lượng an ninh để theo dõi lần ra manh mối từng người có liên quan đến những ca dương tính virus Vũ Hán để cách ly và lại tiếp tục Tìm những người đã từng tiếp xúc F1, F2, F3, F4, F5 để cách ly. Quân đội cũng vào cuộc làm việc với công suất cao. Nhưng liệu điều này có thể khắc phục được tình huống xấu nhất có thể xảy ra bất kỳ giờ nào hay không? Bởi bù vào đó giới cán bộ địa phương lại rất ầu ơ. Hình như họ đã quen với hô khẩu hiệu nên khi có lệnh trên thì họ lại mang khẩu hiệu, cờ xí loa kèn để kêu gọi hô hào. Xong thì lại về cất mọi thứ vào kho. Thứ họ quan tâm nhất khi vận động tuyên truyền không hẳn là hiệu ứng của lời kêu gọi mà là chi phí nhận được từ tiền công đến tiền xăng dầu, tiền điện, tiền bồi dưỡng tăng ca. Bằng chứng của các vấn đề này là xe chính quyền địa phương phải lạng lách đi chậm như rùa khi đi ngang qua các khu chợ đầu làng và ở các khu chợ này hầu như những không thấy những ai đeo khẩu trang. Còn cán bộ thì vẫn cứ ăn chơi đàn đúm không biết vài ngày tới sẽ như thế nào chứ như đến bây giờ mức độ ăn chơi nhậu nhẹt của họ không hề xuyên giảm có khi mức độ còn tăng lên một người bạn học cùng lớp với tôi thời đại học hiện nay đang làm chức vụ phó bí thư huyện ủy của một huyện ở miền trung Việt Nam đã chua chát đưa ra nhận định đừng vội mừng khi thấy Việt Nam có ít ca nhiễm và chưa có ca chết Tình trạng vỡ đê có thể diễn ra bất kỳ giờ nào mà vỡ một phát thì quấn tất tần tật đó. Thấy các ông cầu thả mình sợ quá. Cách ví von dịch bệnh với bờ đê sắp vỡ của một người bạn cán bộ khiến cho tôi dùng mình. Bởi lẽ không có cách ví von nào chính xác mà phải phải sinh động hơn cách này. Vì chống dịch không phải là trách nhiệm độc quyền của nhà nước và chính phủ. Thế nhưng trước lúc tôi ngồi gõ những dòng chữ này chưa đầy nửa tháng tôi đã từng đến một khu chợ và chợ đầu làng để hỏi bà con sao không đeo khẩu trang và khuyên họ đeo. Có người nói thật lòng, đầy nghiêm trọng với tôi rằng dịch là ở bên Trung Quốc, nói cẩn thận chứ không thì bị công an nó bắt đó. Phải nói rằng đại bộ phận người dân Việt Nam rất sợ chính phủ, sợ công an, sợ nhiều thứ liên quan đến chính trị, nhưng hình như họ không sợ dịch hoặc hiểu biết về họ về dịch rất là thấp họ chỉ chờ mọi thứ ở nông thôn nhà nước, đương nhiên là thông tin của nhà nước bao giờ cũng rất chậm so với thực tế bởi nó qua cái lưới lọc của ban tuyên giáo. Và đương nhiên việc chống dịch ở Việt Nam có một lợi thế rất lớn đó là yếu tố quyết định từ phía nhà nước và chính phủ cũng như sự tuân thủ vô điều kiện của người dân vào nhà nước và chính phủ vì họ rất sợ công an, sợ nhà nước, nhưng sự tuân thủ vì sợ chứ không phải là vì sự hiểu biết là một con dao hai lưỡi. Tập tính sợ hãi nhà cầm quyền của đại bộ phận người dân cũng như thói quen sống chát táng, lộng quyền và cầu thả của rất đông quan chức địa phương sẽ là những cái lỗ mối lớn trên thân đê chống dịch và nó có thể gây vỡ đê bất kỳ giờ phút nào. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Ấy. Hãy để lại những lời bình luận, góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.